Chẩn đầu tiên thì tôi xin mời Bệnh viện Đa khoa Hà Giang trình bày một trẻ nam 18 tuổi ạ. Xin mời Bệnh viện Đa khoa Hà Giang ạ. Bệnh viện Hà Giang xin kính chào quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp ạ. Sau đây em xin trình bày một ca lâm sàng. Bệnh nhân nam 18 tuổi, địa chỉ Nấm Dẫn, Xí Mần, Hà Giang, vào viện ngày 6 tháng 10 năm 2022. Lý do vào viện là sưng đau vùng bìu trái. Nhân ấy tiền sử khỏe mạnh. Bệnh sử là cách ngày vào viện 2 tuần, bệnh nhân xuất hiện sưng đau vùng bìu bên trái, đau tăng dần, không sốt. Đã điều trị tại bệnh viện huyện dùng kháng sinh một tuần thì không đỡ, chuyển bệnh viện Hà Giang điều trị tiếp. Khám hiện tại thì bệnh nhân tỉnh, không sốt, chỉ số sinh tồn ổn định, bụng mềm, không chướng, phản ứng thành bụng âm tính, gan lách không sờ thấy, chạm thần âm tính, khám vùng bìu trái to, đau, mật độ chắc, kích thước khoảng 5 cm. Thì cận lâm sàng thì xét nghiệm máu cơ bản, công thức máu, si hóa máu, đông máu trong giới hạn bình thường, beta HCG 0,3 uginit. Xét nghiệm nước tiểu thì bạch cầu liệu 2 cộng, siêu âm tinh hoàn trái kích thước 40 × 27 mm, nhu mô giảm âm không đồng nhất. Màu tinh trái thì cấu trúc âm bình thường. Bao xung quanh thì tinh hoàn có tổ chức hỗn hợp âm kích thước 50 × 37 mm, kèm theo dạn tích mạch thần tinh, tóc nơ không thấy tín hiệu mạch, dàn dịch bằng tinh hoàn dày 9 mm, dịch không trong. Em dạy chẩn đoán là theo dõi u tinh hoàn trái. Ở đây em xin ý kiến hội chẩn các thầy là chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân này. Nhân này khá là trẻ. Vâng ạ. Đúng là thế ạ, bệnh nhân này có 18 tuổi, khá là trẻ. Và ở đây chúng ta có các thầy chuyên gia ở chẩn đoán hình ảnh này, ở nam học này, cũng ung biếu. Thì trước nên chắc là mời thầy Lưu ạ. Thầy Lưu có thể cho xem cái hình ảnh và có cái định khu gì về ác tính ở trường hợp này không ạ? Kính thưa giáo sư Thúy, kính thưa các thầy cô và kính thưa các quý đồng nghiệp. Các anh chị bệnh viện tỉnh Hà Giang có chuyển hình ảnh cộng từ tinh hoàn lên. Trước tiên nói qua về cái kỹ thuật chụp cộng từ tinh hoàn. Thực ra những cái chụp cộng từ tinh hoàn là cũng tất cả các nơi đều ít kinh nghiệm, nhưng ta ít chỉ định làm. Mà rất may là các anh chị chụp cái đây rất là đẹp, hình ảnh rất là đẹp. Vâng, thực ra thì các bạn ấy chụp sung kéo dài thời gian, sung gốc đấy. Nhưng các bệnh viện tuyến trung ương thì ít khi chụp được sung gốc như này vì không có thời gian, đông bệnh nhân quá. Đây chụp được rất đẹp này bác ạ. Quay lại với cái bệnh này, thì nát chúng ta bàn luận xem nó cần thêm sung gì không. Thực ra với cái điều kiện mà chúng ta ít khi chụp tinh hoàn mà chụp được như này là rất là quý rồi. Tuy nhiên với cụ thể bệnh này thì có thể chúng ta sẽ phải cần thêm một số sung khác. Thì ngay khi nghe cái trình bày là các bạn có trình bày là sung Doppler tinh hoàn mà không có tín hiệu mạch, chúng ta phải nghĩ phản xạ ngay cái bệnh này nó không phải bệnh của u tinh hoàn rồi. Chúng ta phải nghĩ ngay cái bệnh nếu có xoắn tinh hoàn hay không, vì nó là một cái nhóm bệnh cấp cứu nên là chúng ta phải đặt ra ngay ra. Thì cái hình ảnh siêu âm thì các anh chị không gửi nên tôi không được xem. Thế nhưng mà nghe tả thì là một cái tinh hoàn là giảm âm, màu tinh hoàn bình thường nhưng mà cạnh tinh hoàn có một cái cấu trúc hỗn hợp âm kích thước còn to hơn cả cái tinh hoàn. Thì tôi nghĩ ngay đây là cái màu tinh ấy. Cái màu tinh nó bị xoắn cho nên nó tạo ra cái khối này. Thế trên ảnh cộng từ đây thì cũng đây cũng thực sự là cũng lần đầu tiên tôi nhìn được ảnh cộng từ xoắn tinh hoàn, bởi vì tôi đọc trên báo, trong sách thì đọc nhiều rồi, nhưng mà trong thực hành thì đây lần đầu tiên hình ảnh chụp rất là đẹp. Trên cái hình ảnh chụp cộng từ cái sung T2 cắt ASEAN thì chúng ta thấy cái tinh hoàn bên phải tín hiệu bình thường, bên trái nó to hơn mà nó giảm tín hiệu và chạy cao lên. Thì chúng ta nhìn đây là cái thừng tinh của bên trái, cái thừng tinh bên phải nó tăng tín hiệu màu trắng ạ. Cái thừng tinh bên trái nó to hơn hẳn so với cái bên phải. Và chúng ta chạy xuống dưới, tiếp tục chạy xuống dưới thì cái tín hiệu đen đen này chính là cái mạch máu, cái động mạch tinh hoàn nó nằm ở giữa, cái dòng flow void như vậy. Thì đi xuống dưới thì bắt đầu chúng ta sẽ nhìn thấy cái dấu hiệu xoáy nước
Đấy. Dấu hiệu xoáy nước là dấu hiệu wall pulsai, tức là cái dấu hiệu mà mạch bó thần kinh nó cuộn xoắn tròn quanh cái trục của nó. Đấy. Rất là rõ này. Rất là rõ. Và trên cái hình ảnh hướng cắt sagittal thì chúng ta cũng thấy được cái tinh hoàn ở bên trái nó to lên, và chúng ta vẫn thấy rằng cái tinh hoàn này nó không có u, mặc dù nó to nên nó có giảm tín hiệu, nhưng mà chúng ta vẫn nhìn được các cái bè sơ, nơi mà những cái vách tổ chức sơ và các cái ống dẫn tinh nó đi ra vẫn còn nguyên như thế này. Đây nó là cái tinh hoàn mà nó không có u, mà nó chỉ to lên mà nó giảm tín hiệu, và cái giảm tín hiệu nó liên quan đến hoại tử chảy máu. Lát nữa ta xem những cái hình ảnh liên quan đến hoại tử chảy máu. Thì cái mào tinh nó rất là to đấy ạ. Cái mào tinh rất là to, thành một cái trông nó như một cái khối lớn, nhưng mà để ý kỹ chúng ta thấy rồi cái mào tinh nó uốn lượn rất là rõ. Cái mào tinh nó xoắn rất rõ. Dấu hiệu xoáy nước rất rõ của cái mào tinh hoàn. Đây cái này thì còn hay hơn nữa, tức là một cái xung T2 phân giải cao, cũng không hiểu cái bạn kỹ thuật viên có định hướng bệnh này không, nhưng mà chụp xung T2 phân giải cao rất là đẹp. Nhìn rõ đây thầy bác nhìn đấy, cái mạch máu nó xoắn, nhìn rõ hình xoáy nước đấy, rất rõ đấy, rất đẹp. Không khác gì trong các cái bài trong tạp chí chụp cộng từ tinh hoàn. Tinh hoàn bên này bình thường, tinh hoàn bên này đấy. Và chúng ta xem trên cái xung xung T1 phát sát thì chúng ta thấy ngay có hiện tượng chảy máu quanh cái mào tinh, quanh cái mào tinh và quanh thần tinh. Đấy. Đây là cái hình trên xung T1 xóa mỡ thì nó tăng tín hiệu cao như thế này. Đây thể hiện một cái tín hiệu của cái chảy máu ở bao tinh hoàn quanh mào tinh và thần tinh. Nếu mà chúng ta khi mà nghĩ đến một cái xoắn tinh hoàn như này, chụp cộng từ chúng ta có thể chụp cái xung T2 hemo, T2 sao, chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh đen xì liên quan chảy máu. Và một cái xung nữa cũng khá hay nếu như chúng ta biết cách chụp, là cái xung chụp sau tiêm thuốc đối quang từ, có điều kiện chúng ta chụp dynamic, còn nếu không thì cũng không nhất thiết chụp dynamic. Thì đây là hình ảnh chụp sau tiêm thuốc, thì chúng ta thấy cái tinh hoàn bên phải nó bắt thuốc tốt hơn, bên trái ít bắt thuốc hơn. Mà cái này nếu mà một kỹ thuật viên biết cách thì chúng ta dùng cái subjection thì nó sẽ còn rõ hơn nữa. Còn nữa chúng ta dùng cái hình ảnh sau tiêm này trừ đi cái ảnh trước tiêm. Vì cái tinh hoàn này trông như bắt thuốc, thực tế không bắt thuốc đâu, vì nó chảy máu tăng tín hiệu từ trước khi tiêm rồi. Nếu subjection này sẽ đen xì. Mình chỉ định chụp cộng từ đối với sắn tinh hoàn này, người ta áp dụng cho hai cái trường hợp. Một là cái bệnh cảnh nó khó, ta nghi ngờ sẽ nhầm lẫn với lại u của tinh hoàn. Tuy nhiên cái đấy cũng rất ít gặp thôi. Đấy, tất nhiên chúng ta nghi ngờ thì chúng ta sẽ chụp. Cái trường hợp nữa là cái sắn tinh hoàn mãn tính. Đấy, thì người ta chụp để xem cái nhu mô tinh hoàn còn bắt thuốc hay không. Đây, hình ảnh đây là hình ảnh điển hình của một cái xoắn tinh hoàn. Xin hết ạ. Cảm ơn anh Lưu. Như vậy thì tiến sĩ Lưu cũng vừa trình bày là đúng là nó ở Hà Giang, thì các bạn có ở Hà Nội thì còn không được chụp nhiều và nét như thế này. Ở Hà Giang là chúng ta được chụp và chúng ta nhìn hình ảnh rất điển hình. Tuy nhiên là các bạn cũng không chia ra được cái hình ảnh siêu âm, mà chúng ta đối chiếu giữa siêu âm và chuẩn đoán hình ảnh của cái CT thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó đẹp hơn rất là nhiều. Thế thì đấy cũng là một cái mà ta gợi ý là như vậy đấy, không phải là một cái bác ung thư. Sau đây tiếp theo xin mời tiến sĩ Nguyễn Hải Bắc. Thì bác có ý kiến gì về trường hợp này? Dạ vâng, xin em thì cũng đồng ý với ý kiến của thầy Lưu. Vì thế này thì nó không với cái bệnh cảnh lâm sàng này thì nó không phù hợp với lại một cái ung thư tinh hoàn nhiều lắm, mà nó phù hợp với một cái bệnh cảnh của xoắn. Và cũng rất là thông cảm với bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, bởi vì thế này các bạn tiếp nhận bệnh nhân là sau một tuần bệnh nhân có triệu chứng rồi. Thì lúc bây giờ nó đã thành cái khối tinh hoàn nó bị xoắn và nó đã thiếu máu, nó đã trở thành sơ hóa đi và làm cho các bạn chẩn đoán rất là khó. Thì xoắn tinh hoàn là một cái bệnh rất là phổ biến ở nam giới, đặc biệt là nó hay xảy ra vào cái thời điểm mà cuối thu đầu đông như thế này. Đây là cái giai đoạn mà cái thời tiết nó rất là thay đổi, cái vận động của cơ bìu rất là nhiều, trên cơ sở một cái tinh hoàn mà nó có bất thường về mặt giải phẫu chỗ bám của màng tinh hoàn thì nó rất là dễ xoắn. Thì về mặt đặc điểm lâm sàng thì nếu xoắn tinh hoàn chúng ta chẩn đoán rất là dễ, bởi vì nó biểu hiện một cái hội chứng đau bìu cấp. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta phát hiện sớm thì chúng ta
chẩn đoán sớm chúng ta tháo xoắn thì chúng ta sẽ cứu được tinh hoàn. Thế còn nếu mà chúng ta chẩn đoán muộn, đặc biệt trường hợp này ở đây thì đã điều trị một tuần ở bệnh viện huyện, cho nên là khi mà đến với các bạn ở bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang thì đã là cái giai đoạn muộn quá rồi, và lúc đấy giờ chúng ta nó sẽ phù hợp với lại cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh. Đấy là các bạn thấy là siêu âm thì nó không có mạch, rồi thì chụp cộng hưởng từ lên thì cái hình ảnh như thầy Lưu vừa phân tích cho các bạn. Và đồng thời là beta HCG các bạn cũng làm, rồi alpha FB thì nó cũng hoàn toàn là không có tăng. Thế thì em cũng nghĩ rằng là cái này thì phương pháp tốt nhất là bây giờ thì các bạn có thể là một là các bạn sẽ theo dõi tiếp cái tinh hoàn này. Nếu mà nó không có dấu hiệu hoại tử, nó không có dấu hiệu thiếu máu tiếp thì các bạn cứ để cái tinh hoàn đó, dần dần nó sẽ teo dần. Các cái nghiên cứu thì cho thấy rằng là mặc dù một cái tinh hoàn nó bị teo sau xoắn, mặc dù nó không có khả năng sản xuất được tinh trùng, nhưng mà nó vẫn có khả năng sản xuất được một số các cái tế bào, nó vẫn còn sản xuất được các hormone sinh dục. Vì vậy nó đảm bảo được cho cái chức năng nội tiết của bệnh nhân sau này. Thì cái, nếu mà các bạn mà theo dõi, nhưng mà trong quá trình theo dõi mà nó lại có dấu hiệu đau nhiều hơn, sốt, có dấu hiệu hoại tử thì các bạn sẽ phải cắt bỏ tinh hoàn. Và sau này thì chúng ta sẽ tính cái phương án là đặt cho bệnh nhân một cái tinh hoàn nhân tạo để đảm bảo về mặt thẩm mỹ cho bệnh nhân cũng như về mặt tâm lý để cho đảm bảo cho cái chuyện hoạt động tình dục. Vâng ạ, em xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn anh. Như vậy trường hợp này chắc là anh Lục cũng có ý kiến nhiều, chắc là bởi vì tuy nhiên là ở trên đấy thì giờ căng thẳng được trường hợp đấy thì mình đang làm gì ạ? Hiện giờ bệnh nhân ấy đang ở đâu, có chuyển đi không hay vẫn ở tại chỗ, và mình làm cái gì với bệnh nhân đấy giờ ạ? Dạ, báo cáo cô là bệnh nhân vẫn đang ở khoa ngoại tổng hợp của bọn em ạ. Vâng. Hiện tại thì bọn em chỉ điều trị thêm kháng sinh và đã dừng rồi để hội chẩn lại với các thầy. Vâng. Thế thì xin ý kiến của anh Bắc theo dõi tiếp trường hợp này nhỉ, thì cho các bạn. Dạ vâng. Thế nên nếu mà các bạn theo dõi mà bây giờ đã điều trị kháng sinh rồi, bệnh nhân không đau nhiều hơn, không sốt, không có dấu hiệu của hoại tử thì các bạn có thể cho bệnh nhân về và hẹn bệnh nhân 2 tuần sau đến khám lại. Cái tinh hoàn này nó tiến triển, nó sẽ teo dần bởi vì là nó đã tiến triển cách đây 2 tuần rồi, một tuần trước ở bên bệnh viện huyện, sau đấy lại về các bạn khoảng tuần nay rồi, thì có lẽ rằng là nó sẽ không hoại tử nữa đâu, thì chúng ta có thể theo dõi để giữ lấy một cái tinh hoàn teo cũng được ạ. Các bạn có ý kiến gì nữa không ạ? Anh Bác đi sâu đi sát rồi, thầy rút kinh nghiệm đúng không ạ? Trường hợp này chuẩn nó rất tốt, hình ảnh rất đẹp, nhưng mà cuối cùng là bệnh nhân thì lại không có kết quả tốt lắm, tất nhiên vẫn phải giữ cái tinh hoàn còn lại đúng không ạ? Thế vâng, thì em cũng thưa cô là đúng là chẩn đoán và phát hiện để cái xoắn tinh hoàn là một cái phải nâng cao ý thức cộng đồng với lại rất là nhiều. Với rất nhiều các trường hợp, rất nhiều các tuyến bây giờ thường là bỏ sót cái xoắn tinh hoàn, thường nhầm lẫn giữa cái xoắn tinh hoàn với lại cái viêm tinh hoàn. Vì vậy mà bệnh nhân đến, bất kỳ khi nào bệnh nhân đến với chúng ta vì một hội chứng đau bìu cấp thì cái phản xạ đầu tiên là chúng ta phải nghĩ đến đấy là xoắn tinh hoàn, và để chúng ta loại trừ các nguyên nhân. Loại trừ thì các bạn rất là đơn giản, các bạn có thể là siêu âm Doppler là các bạn phát hiện ra ngay để chúng ta có thể là có cái chỉ định đúng ạ. Vâng. Vâng, thì tôi cũng chia sẻ một chút, tại vì đây là 18 tuổi nó ranh giới, nhưng chúng tôi nhi khoa cũng thế ạ, đặc biệt những bệnh nhân Sjögren's ấy, giữa viêm tinh hoàn, xoắn tinh hoàn là rất nhiều lần nhầm lẫn. Các anh ngoại anh cứ đứng giữa chuyện là phẫu thuật sớm hay không phẫu thuật sớm, bởi vì là nó vào ban đêm và thứ bảy chủ nhật, siêu âm lên đóng một khối thế, và thường ở bệnh nhi thì cũng không chụp cắt lớp gì trường hợp này cả. Đấy, cho nên là đấy cũng là một bài học mà chúng ta cũng phải để cố gắng để phát hiện sớm và cứu bệnh nhân. Về trường hợp này là không phải ung thư, cho nên hoàn toàn chúng ta có thể xử trí sớm là hoàn toàn bình thường. Các anh chị có câu hỏi gì nữa không ạ? Anh chị không có câu hỏi gì để... Vâng ạ, thì tôi xin phép chuyển xuống ca thứ hai ạ, là ca ở bệnh viện. Cảm ơn thầy. Vâng ạ, cảm ơn các anh chị ạ. Ở bệnh viện Đoan Hùng Phú Thọ ạ. Một bệnh nhân nữ 40 tuổi ạ. Xin mời các anh chị ở bệnh viện Đoan Hùng Phú Thọ. Sai từ xưa đi. Cổng từ mai.